Em chào bác nhá. Các bác thân mến, là bão số 3 nó đêm nay vào bờ. Thấy dự báo thời tiết là kêu tối thứ bảy là tối đêm nay này nó vào bờ. Thì nó mưa, chỗ em nó mưa tới giờ là cũng gần chục ngày nay rồi, nó mưa suốt. Thì em đi đắp bột thiếu phấn ấy, em đi đắp bột thì 2 ngày nay bây giờ mới xong. Thì, làm cái video này chia sẻ với các bác. Nó có thấy nó mưa thế này thì ong nó cũng đâu đi làm được đâu. Toàn bộ là chúng ta bây giờ phải cho ăn hai đầu. Đấy, chỗ em bây giờ là vừa phải cho ăn cả mật, vừa phải cho ăn cả phấn để con ong mới đẹp được. Nhưng một số các bác cũng có hỏi em là bây giờ các bác chia đàn thì cái thế đàn của bác nó quá nhỏ, thường là 2 cầu ấy, thì để làm sao để cho nó nhanh, chăm cho nó nhanh lên. Thì em cũng xin chia sẻ với các bác như thế này. Đại khái là bây giờ các bác phải hiểu rằng là con ong ấy mà là muốn đẹp ấy là phải do nguồn các nhá. Đầu tiên các bác phải hiểu là muốn đẹp phải do nguồn. Thời tiết ấy thì nó làm con ong mình nó dễ bị trở bệnh, nhưng mà muốn đẹp ấy thì các bác phải lưu ý là phải do nguồn. Này các bác nhìn này, đây đối với các bác nào mà chưa, mình mới làm ong mình chưa biết ấy, thì em sẽ hướng dẫn các bác cái kỹ thuật là mình chăm sóc con ong. Thì các bác phải lưu ý cho em là khi mình mới chia ra ấy, thì cái thế đàn ong của nó rất là nhỏ các bác ạ, nó nhỏ và quân nó thưa, nó cũng chưa quen đi làm nên chúng ta phải cho nó ăn ngay, cho ăn ngay bổ sung cho nó. Bổ sung cho nó thì nó sẽ tập trung ở nhà nó làm, và nó không phải đi làm ngoài nữa. Thì những con ong, tất cả những con ong nó còn lại trong cái cầu này này, nó tập trung nó làm tất cả trong cái cầu. Đấy, nó chăm sóc tốt. Khi mà chú nó đẻ ra ấy, trứng nở thành ấu trùng, đúng không ạ? Ấu trùng nhỏ đấy, là con ong nó trực tiếp là nó sẽ nuôi luôn, nó không phải đi làm nữa. Nếu nó phải đi làm thì nó sẽ thưa con đi, và nó sẽ không thể nào mà nó nuôi được đầy đủ, có hiểu không? Anh em chúng ta phải chăm cho nó để cho đỡ phải đi làm, nó ở nhà tập trung nó nuôi quân. Thì ở đây ấy, các bác mới nuôi ong ấy nhá, thì các bác sẽ không biết được là con nào nó nuôi và con nào nó không nuôi. Thì thường các bác chỉ biết là con ong thợ và con ong đực với con ong chúa thôi. Nhưng nay em sẽ phân tích để cho các bác hiểu rằng là cái con nào là cái con trực tiếp nó sẽ nuôi nhá, và phấn cho ăn để làm gì, và mật nó là cái gì, đúng không? Thì đối với các bác nào mới nuôi thì cũng biết rằng là con ong là lấy mật rồi, con ong là mật yêu hoa, đúng không? Con cá yêu nước, con sơn ra yêu trời, tất là con chim thì yêu trời, con ong thì phải yêu mật yêu hoa rồi. Nhưng ấy, cái mật của nó ấy, nhá các bác nhá, là chủ yếu nó lấy về ấy, là nó trộn phấn nhá. Còn con đây em sẽ nói để cho các bác hiểu. Nó có mật về, nó để dành đi, đúng không? Các bác nhìn thấy mật nó để dành ở trong lỗ đục lăng, đúng không ạ? Ở trong lục lăng thì thường ấy, con ong già nhá, là con ong sẽ trách nhiệm của nó là con thợ già này, đủ ngày nó trách nhiệm của nó là đi lấy mật. Và con ong già ấy là nó ăn mật, nó mới là con ăn mật các bác ạ. Nó đi lấy mật về dư thì nó đổ vào bên tổ, đúng không ạ? Đổ bên tổ để nó ướp với phấn các bác nhá, ướp với phấn nó nuôi ấu trùng. Thì cái con non ở nhà nhé nha, con non ở nhà nó sẽ có trách nhiệm, nó sẽ ăn cái phấn đấy các bác nhá, ăn phấn và mật nó trộn lại, nó mớm cho cái ấu trùng của chúng ta đấy, nó mớm cho ấu trùng của chúng ta. Con non nó mới mớm nhá, con ông già nó không mớm đâu các bác. Ông già là nó chỉ đi làm thôi, nó mớm nó nuôi cái ấu trùng. Thì cái ấu trùng đó tốt hay không ấy, rồi sau này ấy, tốt hay không ấy là nhờ con non của mình đấy. Trong đàn của chúng ta mà nếu mà không con non ấy thì nuôi rất là kém, để con ong già nó nuôi ấy thì cực kỳ kém luôn. Vì các biết hiểu rồi này, mình nói câu thì hơi tục một tí là không có chó thì bắt mèo ăn cứt thì nó buộc phải nuôi thôi, đúng không? Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là cái con ong non ấy càng nhiều ấy thì cái con trùng ấu trùng chúng ta nuôi càng xanh càng đẹp đấy. Mà đặc biệt là chúng ta phải có nguồn các bác nhá, có nguồn. Nguồn là gì? Bây giờ nguồn là cái thức ăn của nó đấy, thức ăn ngoài tự nhiên ấy nó phải có. Còn nếu bây giờ nó không có ấy, thì chúng ta phải chăm các bác nhá, phải chăm, phải thực tế, phải chăm thật nhiều vào, cho ăn cả mật, cả ví dụ như là các bác có đổ đường đấy, mình nói đổ đường này đấy, hoặc là chúng ta phải đắp bột như này. Bột này ấy thì là nó sẽ thay phấn, thay cái nguồn phấn các bác ạ. Bây giờ mùa mưa này nhá, mình nói đơn giản là mùa mưa này là nó không có phấn, nó không đi làm được, tập trung nhà hết này. Hôm nay con ong nhà không có còn nào ra được, bay ra ngoài luôn. Thì ấy, chúng ta phải tập trung cho nó ăn, không cho nó ăn là nó đói ấy, thì ấy, nó sẽ gấp đi các bác nhá. Cái phấn này để nuôi ấu trùng mà, cái phấn này để nuôi ấu trùng mà, bây giờ ấy nó không có phấn thì chúa đẻ ra bao nhiêu ấy thì nó phải gấp đi, nó để lọc, bởi vì không đủ để nuôi thì nó phải gấp đi. Đấy, nó gấp đi thì cái cầu của chúng ta nó lại đẻ một tí thôi, nó đẻ rất là thưa. Đấy, nó đẻ là thưa là một, và thứ hai nữa là nó đẻ xong ấy một chòm thôi thì nó lọc đi để nó con nào khỏe mạnh hoặc là đủ để nuôi thôi, chứ nhiều quá thì nó lại không nuôi được, đúng không? Không có thức ăn làm sao nuôi. Đấy, nó nhìn này đấy. Nếu mà chúng ta bây giờ ấy
thấy cái đầu bầu mật nó căng rồi. Đấy, vấn đề là đầu tiên em nói như vậy, còn vấn đề thứ hai là cái bầu mật nó căng rồi thì các bác cho ăn ít thôi nhá, cho ăn ít thôi, đủ ăn thôi, cho nó khui hết cái mật này ra này cho nó ăn. Chúng ta đắp phở, đắp bột. Đấy, bây giờ là như cái tổ này của mình ấy, là mình không có bỏ mật, bỏ miếc gì nữa, mà mình chỉ đắp bột thôi. Đấy, đắp bột ong rất là đẹp. Các bác muốn cái đàn ong nhanh lên thì các bác phải làm đúng chuyện như vậy. Tức là sao, bây giờ chúng ta thường xuyên đắp bột, hết bột để đắp phấn về kệ nó, đúng chưa? Bầu mật nó ấy, thì như nãy mình nói, cứ căng lên, cứ căng đét lên là nó con ong rất là sung. Đấy, nó có hai thứ như vậy. Sau đó ấy, là quân ấy, nhộng nhiếc ấy, nó viết nắp hết rồi, đúng không ạ? Nó viết nắp, nó vuông hết cái thành nhộng rồi thì các bác ấy, nó nở ra thì các bác lại lao thêm cỏ mới vào, lao thêm cỏ mới vào là chúng ta sẽ tiếp tục chăm như thế, chăm khi nào mà nó lớn thì thôi, lớn mạnh thì thôi, tầm này thì thôi, không chăm nữa. Đấy, còn cái tầm 3 cầu 4 cầu thì chúng ta cứ cho bò ăn như thế. Đấy, thì nó nhỏ ấy, chúng ta cho ăn nó không tốn bao nhiêu cả các nhá. Chỉ chúng ta siêng thôi, siêng năng một xíu thôi, chứ nó nhỏ thì nó không tốn, ăn không tốn cả. Em đang làm trời nó cứ mưa này. Thế đây, những cái đàn này thì làm thôi, nhưng mà bây giờ là tức là cái mùa này bây giờ nó mưa thì mình phải cho nó ăn thôi để duy trì. Còn là mình đang giữ thế. Đấy, giữ thế, thế là sao? Thế là 1 2 3 4 5 6 7 là thế 7 này, em muốn giữ thế 7 lại này. Đấy thì em cho ăn. Đó. Còn bác nào mà không cho ăn thì rớt quân thì chúng ta phải rút cầu ra thì đây này, như là có thế này. Mật ấy thì nó như cái em ấy thì có thấy không? Cho ăn nhưng mà chỉ được từng này thôi. Không có nhiều. Đó. Nhưng mà nuôi trùng thì rất là tốt, thấy không? Trùng nuôi rất là tốt. Chúng ta đắp bột ấy, đắp bột nó nuôi trùng rất là tốt luôn. Đấy, khi mà cái cầu nhộng này nó vuông đét như này rồi này, đúng không? Là nó nở ấy, nó nở ra là các bác lại lao cầu vào. Đấy, các bác lưu ý nhá. Cái cầu nó phải vuông đét, nhộng nó phải vuông đét xong rồi các bác mới lao cầu vào. Lao cầu vào là nó làm thôi. Đấy, mật nó dư ấy, nó lên mèo nó lao cầu vào thì cái đàn nhanh lên. Có vậy thôi các bác ạ. Đấy, các bác lưu ý như vậy nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi Bảo Lộc TV. Nếu hay thì cho một like ở đây này nhá. Chia sẻ video cho mọi người biết đến. Còn các bác mua vật tư thì cứ liên hệ gốc trên này nhá.